là nhiều những cảm xúc khác nhau sẽ đến với chúng ta trong chương trình này. Và bây giờ tôi tin rằng cảm xúc của mọi người cũng sẽ thay đổi đây, đặc biệt là một ai đó đang ngồi phía trước mặt tôi. Có những nhân vật họ bước ra đây và họ có thể làm cho một con người nào đó tim đập nhanh hơn, não suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ tôi chỉ có thể nói được tới đó mà thôi. Còn cái điều gì đó là điều gì thì sẽ để cho quý vị khán giả tự khám phá. Hãy để cho người ấy xuất hiện ngay tại đây, trên sân khấu này. Và đây, đây là một nhân vật đã xuống trái đất. Đến trái đất để làm cái gì? Để gặp gỡ một cái người nào đó để làm cho người đó hạnh phúc. Chúng ta có thể chào đón nhân vật này được không ạ? Em thấy cái mặt nhìn mặt ông em thấy vui vời rồi. Bà Harry bà có một cái ngữ pháp riêng của bà, gọi là ngữ pháp Tom and Jerry đó. Không, em thì thật sự lúc nào cũng nói nghiêm túc nha, nhưng mà ai cũng mắc cười. Chị hiểu không chị? Chị hiểu cái này không? Chị dễ sợ. Đó là cái khổ đó, nhưng mà cũng là cái sung sướng của một ai đó khi sống gần em đó. Dạ đúng rồi, bởi vì ông này suốt ngày nói em khùng á. Vậy mới sát vô mới hợp. Rồi bây giờ chị mời em về cái ghế của em nha. Vâng. Quá nhà Thành. Ngồi đi em. Ủa em ngồi đâu anh? Chỗ đó chứ đâu, bây giờ ai dám dành chỗ đó cho em? Ủa chỗ đó đâu phải chỗ dành cho em đâu. Trời ơi bây giờ còn ai nữa không? Lẽ là Trúc Nhân chỗ đó ngồi sai dữ lắm chỗ luôn á. Chỗ của Harry Potter không phải cái ghế này. Chỗ của Harry Potter là phải ở đây. Ngồi lên cái chân này. Ôi, trời ơi coi cái mặt không kìa anh. Cái mặt mắc cỡ dồn giả tạo hết sức luôn đó. Khoái thấy mồm mà bị đặt. Harry. Dạ. Khán giả đương nhiên nghĩ rằng cái ghế đó là mặc định dành cho em. Nhưng mà bây giờ em nói thiệt lòng mình đi, em muốn ngồi đâu, bên đây hay bên đây? Thì tất nhiên là... Trời ơi. Sao nụ cười gian xảo vậy trời? Không, không, thật sự thì em ngày nào cũng anh gặp anh chân thành. À ngán quá phải không em? Anh biết mà, anh biết là em chán cơm thèm phở mà. Dạ lâu lâu em muốn ăn món khác. À, vậy hả? Vâng. Em, nếu mà nói vậy thì em cứ đi đi. Ok. Em cứ đi đi, mời em. Dạ. Yeah. Khoan. Dừng lại. Tôi không phải là một trò chơi. Trời ơi, anh không yên vui giữa ba người. Đây, đến đây. Bây giờ sao Giang? Trường Giang, Trường Giang. Khi các anh chị chán chê nhau rồi, các anh chị đẩy qua tôi hả? Xin lỗi các anh chị. Xuống em, xuống em. Làm quá. Em thấy là trước hôn nhân thì người ta nói là chúng ta ráp lại để yêu nhau, còn sau hôn nhân thì chúng ta ráp lại để thích nghi nhau, tìm cách để hòa hợp, để nhường nhịn, để yêu thương. Vâng, những lời này được nói bởi một người chỉ mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Và tất cả mọi thứ đều đang rất dễ dàng và đơn giản. Cứ chờ đi, rồi bão sẽ tới. Cái gì? Tôi nói dễ hồi nào? Nếu mà tôi nói dễ thì tôi đâu dùng từ thích nghi. Vâng, anh ấy còn thời gian còn dài để mà có thể chiêm nghiệm cái cuộc sống hôn nhân ha. Trời ơi, đừng có chiêm nghiệm gì, tôi thấy nó sống tới nơi đây rồi nè. Sống tới rồi hả? Sống tới rồi hả? Tôi với bà xã tôi rất là hợp. Từ ăn uống, sở thích cái gì cũng hợp. Nhưng đừng có đụng chuyện gây lộn một lần là chỉ có nước không nhìn mặt nhau thôi. Là tại vì ai cũng đưa ra cái lý đúng. Hai người đều nói nhiều. Mà quan trọng nha, có người cương người nhu nữa đỡ hơn. Còn em với bà xã em không đụng chuyện thôi, đụng là banh. Có thể mà cho cái chỉ số thông minh của mình nó tỷ lệ thuận với bộ đồ được không? Thưa cái gì cũng biết, hay đang sống chung với ai? Trứng hạch. Sống chung với một người cực kỳ thông minh, cực kỳ sáng suốt thì mình bị lây, hiểu không? Đó, thì càng ngày càng bị lây sao mà càng ngu. Đấy. Ê, cái này là cái đường truyền nhiễm chứ đâu phải đường lây. Hả? Tại sao mà cái hay ho không lấy cái ngu lần sao trời? Tức là mọi người ai cũng tưởng anh ấy thông minh nhưng mà hóa ra ngu, đó vậy đó. Trời ơi, nó
nói ổn vũ vậy mà không có hiểu gì hết trơn. Trời ơi, nhiều khi có những chuyện mà trong gia đình không nói được với nhau, phải đem lên sóng truyền hình nói vậy đó hả? Gia đạo bất hạnh. em có một câu chuyện nè, chắc mọi người không biết đâu, đó là ảnh hay dắt vợ ảnh đi thu âm ở chỗ phòng thu. Em hay thu, mỗi lần mà ảnh dắt chị Harry tới phòng thu á, trời ảnh cưng chị lắm, thôi chị nắm tay cho chị Harry thu âm, trời ơi nó dễ thương, em nghe em ngưỡng mộ. À, câu chuyện liên quan quá, câu chuyện rất liên quan. Nó cũng nói lên con người của anh Thành là một con người rất là ngọt ngào, dễ thương, yêu vợ. Rồi vậy thôi, bây giờ vậy Trấn Thành đi, để coi Trấn Thành có ngọt ngào với em không nha. Em đâu phải vợ đâu. Welcome. Bé đi không vững luôn á. Em bữa nào mình đi ăn mực cái chỗ đó ngon. Mình phải ăn, hồi nay em nhìn là em đã ngắm rồi. Và bây giờ em không còn biết là bạn kia có hát giỏi hay là hát dở. Phải chọn bạn kia để hỏi cái địa chỉ bán ở đâu. Đi ăn mực. Hai vợ chồng ảnh thật luôn ha. Hai chồng sành ăn thành ra khát mực là mừng rồi. Nè nghe, em bị chọn là do em bán mực đó nha em. Thì nói chung là em thông qua cái này thì em biết được là cô này không phải là người bán thịt heo. Người ta hỏi hát hay hay không, bạn lo cái vụ thịt heo, thịt bò. Ăn nhìn cái con mực là cái giờ đói là cái thịt heo với thịt bò. Trời ơi, cho em ăn à. Cứ bắt em lại như vậy hoài nên em không nhìn món ăn em thèm vậy nó. Trời ơi, chắc tụi tưởng đang tham gia chương trình của trường mầm non không? Trời ơi. Thành ơi, ngồi nhìn thẳng, ngồi nhìn thẳng. Ngồi thẳng đi em, ngồi thẳng không, đi. Không tốt cho phong thủy bụng. Được vợ chăm kỹ quá, nó cũng có cái khổ của nó là vậy đó quý vị. Em giận con vợ em lắm, nó cứ dắt đi ăn quán ngon không em ghét quá à. Thì dắt đi ăn, em đừng có ăn. Tôi kể cho mọi người nghe, đây là cái âm mưu của nó. Nó dắt đi vô cái quán ngon, cái nó kêu cho mười mấy mâm vậy đó. Anh hiểu không, cái quán nó có cái gì ngon kêu ra hết. Mỗi một thứ nó ăn một tí thôi, còn như mình hốt hết. Em như cái thùng rác vậy hiểu không? Bữa nay Trấn Thành hơi tròn bụng mỉm nhưng không sao, dễ thương, được chưa? Đó, nói vậy cho tự tin vỗ tay cho Trấn Thành đi nào các bạn. Chú Trấn Thành đã bao giờ làm cho cô buồn chưa? Trời ơi, hỏi ghê. Chú Trấn Thành cũng không có làm cái gì cho cô buồn đâu. Chỉ là thỉnh thoảng không cho ăn món ăn ngon thì cô mới buồn thôi. Còn ngoài ra thì cô lúc nào cũng vui vẻ hết trơn á. Con thì... có thích chú Trấn Thành không? Bớt hỏi những câu hỏi đó. Con cũng cực kỳ hâm mộ chú ý. Vô. Nhưng mà chưa đến nỗi như cô con là may. À, chưa đến nỗi cô con à. Đấy là chúng ta nên bớt hỏi những câu hỏi đó dành cho các bạn nhỏ trong những chương trình như thế để tránh mang nhục. Con thấy chú Trấn Thành có đẹp trai không? Bậy nữa. Chắc là chú cũng đẹp trai. Chú cũng đẹp trai. Và nói chung là cô vợ chú là trai gạ tài gái sắc. Ôi trời ơi. Có cách nào lấy cái khẩu trang che lại nãy giờ sượng chín người. Nghe nè, bớt hỏi người dẫn chương trình lại. Mình là khách mời nha. À đúng rồi. Để cho người ta phỏng vấn mình. À phỏng vấn đi. Vậy món ăn cô thích nhất là gì? Món cô mà thích ăn nhất là bánh canh. Con cũng đã từng biết rằng là cô có thể ăn bánh canh cả ngày không chán, và con rất là thích ăn bánh canh. Chú Trấn Thành thích nhất món ăn nào và cô nấu ạ? chết rồi. Hỏi câu khó. Câu hỏi hay. Tỉnh táo nha chị, tỉnh táo. Đang tỉnh táo nhưng mà không hiểu cô bé đang nói gì. Tại vì con biết sao, cô người nước ngoài cô không có hiểu được tất cả 100% tiếng Việt á. Trên cái câu vừa rồi thì cô không có hiểu nên cô không có trả lời được. À, cái câu đơn giản như cô không hiểu á, cô vô tri hả cô? Trả lời đi. Thật ra mà nói là cô đã từng có nấu món ăn cho chú ấy, nhưng mà không biết có chú ấy thích hay không. Thôi nào. Mình mới biết nhau đó. Món ăn đó là món ăn do cả gia đình xúm lại phụ cô làm. Cũng có phụ đó. Đó, cô cắt rau cắt củ cho mẹ xào. Vậy thôi đó. Cái món gì vậy anh? Món chặt chê, kimbap, rồi kalbi chim, rồi kimchi jjigae, đủ thứ hết trơn luôn. Nói chung là cả gia đình làm, bà không có làm gì cho biết mà cắt rau củ thôi đó. Nhưng mà cô có làm. Đấy. Cô làm, đừng tin nữa. Ngoan cô, vẫn ngoan cô. Cô thích ăn loại hoa quả nào nhất ạ? Hoa quả, nếu mà nói riêng về hoa
quả là cô thích ăn dâu nhất. Và ngoài trái dâu ra thì con đã tìm hiểu và biết được rằng là mỗi ngày cô ăn một quả táo. Cái này đúng, đúng rồi đó. Chú sao ai biết hay vậy ta? Táo là một loại quả rất bổ dưỡng, chứng tỏ là cô rất là chú ý quan tâm sức khỏe của mình. Đúng luôn. Mẹ có hay cho con coi mấy cái clip của chú Trấn Thành á, ở trên Facebook á, cái vụ mà con mèo không? Vụ mèo sao, con nói chú nghe coi. Con mèo màu đen, ai cạo lông nó vậy mẹ? Ai cạo lông nó? Ai vậy con? Ai cạo lông của mèo màu đen của chú Thành vậy? Ai mà kỳ cục vậy? Có hơi gì cạo lông con mèo. Ví dụ mà cô Harry á cạo lông con mèo nhà con chịu không? Ở nhà con mèo con cái ở nhà con mèo con cái lông nó ngắn lắm. Ngắn lắm hả? Nó ngắn lắm. Để tôi tường thuật lại câu chuyện của gia đình tôi cho quý vị nghe. Ê chồng ơi, sao chồng ơi, tại sao lại như vậy? Vào một ngày đẹp trời, con vợ tôi nó báo là nó mua một con mèo, mua ở đâu từ bên Nga về với một số tiền cũng khá đắt đỏ. Tôi như đứng tim, tôi nói trời ơi con mèo gì mà mua mắc dữ vậy. Nhưng thôi em, nó về nó đẹp thôi, tôi cũng yên tâm, tôi nuôi. Nó nuôi được một thời gian, cũng một ngày đẹp trời tôi đang quay, con vợ tôi nó gửi tấm hình. Nó cạo con mèo y như nó cạo dừa vậy quý vị. Trời ơi, chỗ lồi, chỗ lõm. Con mèo mà nó cạo trơn lùi như con lươn vậy đó, không còn miếng lông nào. Tôi muốn rớt nước mắt. Kìa. Sao cô cạo lông con mèo? Thì cô tưởng là nó bị bệnh da, xong cạo lông thì mới biết là không bị bệnh da mà nó khỏe. Trời ơi. Vậy đó. Trời ơi mặt bé. Trời ơi, lo lắng cho con mèo. Mà từ nãy giờ qua cách nói chuyện của mình thôi là mình thấy bé rất là lanh. Dạ đúng. Dạ đúng. Rất là khá khéo. Và quan trọng rất là thương mẹ. Đó con ơi, con mèo. Nghe con mèo đẹp ơi là đẹp luôn. Đúng rồi con mèo đó đó. Cái chương trình này lạ quá à. Nó chảy nước mắt luôn kìa. Chảy nước mắt kìa. Chảy nước mắt luôn kìa, thấy luôn kìa. Đó, con mèo người ta đẹp như vậy. Chảo người ta như con lươn. Quý vị coi, bây giờ con mèo dòm giống như là nạn nhân sau đám cháy vậy. Nó là đứa sống sót duy nhất gia đình, đi chết hết con mình nó chạy ra được. Tàn tạ bé thua thân bại danh liệt. Cảm thấy hối hận quá. Thế xin lỗi con mèo đi. Xin lỗi con mèo con. Trời ơi. Không, con nói cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Cô xin lỗi chú Trấn Thành đi. Ủa tại sao con? Tại sao phải xin lỗi con biết không? Tại vì cô cạo lông nó. Đúng. Đúng, hợp lý. Đúng, hợp lý, cái này hợp lý. Hợp lý. Để vậy luôn đi. Hả? Để vậy đừng có cạo lông nó. Ai để vậy là cạo. Nó đượm buồn luôn á. Thấy không? Cảm ơn mẹ rất là nhiều.